Đừng tới nữa. Lui lên. Thò tay bấm à. Đâm luôn. Thò tay bấm à. Đâm luôn. Anh ơi, cản lửa. Famicancy chắc khỏe xương, tăng cường đề kháng. Trời đất ơi là trời, con ngựa người ta là người là phải phi, con người làm gì? Ủa mọi người, sao thấy trong hình đẹp lắm mà sao thấy cái gì vậy? Đây là công viên sông Hàn, địa điểm quay hình của nhiều bộ phim Hàn Quốc. Lee Min Ho và nữ chính Kim Go Eun trong bộ phim The King đã hẹn hò rất vui vẻ tại đây. Wow. Đặc biệt trong phim này, hình ảnh Lee Min Ho cưỡi ngựa còn ngầu hơn các bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích đã trở thành chủ đề bàn luận hot trên mạng xã hội. Vì vậy, đây là nhiệm vụ chúng tôi đã chuẩn bị với tên gọi Kỵ sĩ bất diệt. Kỵ sĩ bất diệt. Bất diệt. Không thể tiêu diệt. Cuộc thi đấu sẽ được tiến hành theo hình thức một chọi một. Mỗi thành viên của từng đội mặc áo có gắn sẵn 10 quả bóng, cầm sẵn kiếm và cưỡi trên chiến mã được đặt sẵn ở hai đầu. Khi có hiệu lệnh, hai thành viên cưỡi ngựa và chạy ra. Người đầu tiên dùng kiếm làm bể 10 quả bóng trên người đối phương sẽ giành được chiến thắng. Chúng tôi sẽ đưa bản tên trống cho đội chiến thắng cuối cùng. Ok. Tưởng cái gì? Thôi, anh ai chơi trước? Để em thua thì anh đúng em rồi. Chơi trước. Rồi. Để có gì thua thì ông này ông đỡ. Em đi, em chơi trước đi. Trời ơi, đây là con gà chiến của tụi tôi. Em sẽ chơi trước. Xong chưa? Rồi, chuẩn bị nè. Hoàng tử phải chiến thắng trận này vậy hoàng tử. Vâng. Không có dài gái nữa nha hoàng tử. Yên tâm. Sẵn sàng. Chưa? Để chưa? Ok. Xong chưa? Ê. Ê. Ủa là tự hủy hoại một trái rồi đó. Quăng là phải chụp gì nè. Ê. Hey. Lại cái tay vô, lại cái tay vô. Ê. Go. Bắt đầu. Ngầu nha, ngầu nha. Ngầu nha, ngầu nha. Nó kêu cái gì vậy? Nó kêu cái gì vậy? Lên đi, lên, lên đi. Ê, anh ơi, từ từ. À, à. Sha, 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 sha. Cái chân này dài quá khó lắm. Sha, sha, sha. Sha, 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 sha. Đánh nhiệt tình đi mấy đứa, đánh nhiệt tình vô, đánh nhiệt tình vô. Đánh nhiệt tình vô. Trời ơi, còn chơi trộn nít nữa. Còn chơi là đánh là hướng nít nữa. Chữ gì em? Anh kêu chết chết vậy? Yeah. Hay quá, vô đây còn một cái nữa. Hay quá, vô đây còn một cái nữa. Một cái nữa. Vô đây. Họ tay bấm. Đâm luôn. Họ tay bấm. Đâm luôn.
Trận đấu kết thúc, Jun Phạm chiến thắng. Tôi đã trả thù được cho Ngô Kiên Huy rồi. Sẵn sàng. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên anh Giang, cố lên. Sao chân tiếp gì nữa vậy? Chân ngắn là một lễ thế. Trời, chân dài, chân ngắn là một lễ thế. Ủa, đi lâu lắm luôn. Anh mẹ đâu vậy anh? Ê, no, 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 anh ơi. Hết rồi. Gió chuyển sến rồi. Gió chuyển sến rồi. Rồi, cái gì mà ghê quá luôn á. Cái này quá là. Hiện tại hai đội đang hòa nhau. Ngựa của hai đội đã bị trọng thương nặng và không thể tiếp tục đấu được nữa. Con ngựa. Nên các bạn sẽ phải cõng đồng đội trên lưng và đấu với đội còn lại. Vậy là anh Vinh cõng em rồi đó, cho em cõng anh nổi rồi đó. Thì mới nghe thấy câu chuyện rồi. Mới chơi xong mệt nữa chứ. Em cõng cho. Em cõng, em sẽ là người cõng. Anh Giang nó bị trọng thương rồi. Thử nha. Hey, sang. Nở. Đau xương, đau cuộc sống. Lên ngựa. Hey. Chuẩn bị, bắt đầu. Ai vậy? Ai vậy?
Trời. Tiếng lên. Ê Huy kìa, Huy kìa. Ê. Anh ơi. Đi lùi anh ơi. Trời ơi, Quy Phúc Huy kìa. Ây da. Ê, cá đít kìa, ây da. Ê, cá đít kìa, ây da. Tắm ngựa. Giữ lại cái cờ kiếp đó. Trận chiến kết thúc, đội xanh chiến thắng. Hey. Đội xanh chiến thắng. Hey.